Phan Lương chết rồi sao? Sao anh ta lại chết? Lẽ nào là yêu một người vốn dĩ không sai, nhưng người Phan Lương yêu lại là An Lạc công chúa? Ngày ấy đã bị xử lý thâm độc. Ngài nói xem, có phải rất đáng buồn không? Đáng buồn, quả thật là rất đáng buồn. An Lạc công chúa luôn tin tưởng tôi, còn coi tôi là bạn tri kỷ. Nhưng tôi vẫn chưa nói cho công chúa tin Phàn Lương đã chết. Tôi vẫn luôn nói dối cô ấy, hy vọng cô ấy có thể sống tiếp. Nhưng một khi đã nói dối thì lời nói dối này phải nói tiếp vĩnh viễn. Tôi thật sự thấy hổ thẹn với công chúa. Tôi làm như vậy có khác gì là những kẻ đã làm hại công chúa? Có phải tôi rất đáng hổ thẹn không? Đừng tự trách mình. Tôi biết cô làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Con người có thể làm một số việc mà bản thân không muốn làm, nói một số điều mà bản thân không muốn nói. Nhưng chỉ cần cô hiểu rõ những gì mình làm đều là thiện ý, sẽ không có cái gì gọi là hổ thẹn hay không. Đa tạ quận vương gia đã khuyên giải. Phải rồi, Phàn Lương được an táng ở đâu? Hãy để tôi tới thăm, tế lễ cho anh ta. Trên sườn núi phía tây ngoại ô, cách thành 10 dặm. Hiếm khi chúng ta tề tụ ở đây, sao không vui chơi thỏa thích một đêm? Ý kiến rất hay. Long Cơ, Khanh thấy sao? Uống rượu hát ca, đời người được mấy dịp, đương nhiên đệ phải tiếp đến cùng. Tỷ tỷ, hai ta tuy cùng ở trong cung, nhưng mà hiếm khi được đi du ngoạn cùng nhau, chi bằng hay cùng nhau thả thủy đăng. Thật vui quá. Niềm vui chính là khi mọi người cùng chia sẻ với nhau. Cháy rồi, cháy rồi. Cháy ở đâu vậy? Có chuyện gì vậy? Cháy rồi, cháy rồi. Làm sao đây? Có cháy, đây là điềm gỡ. Tam công tử, tam công tử. Đại sự không ổn rồi, nhà kho bị cháy. Thái tử, nguy hiểm lắm. Thái tử tuyệt đối không thể buông ra. Lẽ nào để cho ta phải nhìn chúng bị thiêu cháy hay sao hả? Điện hạ, lửa đã cháy đến mức không dập được nữa rồi. Chờ lửa tàn thì chúng ta sẽ nghĩ cách sau. Nô tỳ tham kiến hoàng hậu nương nương. Nhi thần tham kiến mẫu hậu. Miễn lễ. Tạ ơn mẫu hậu. Hôm nay mẫu hậu tới thăm không biết là có chuyện gì. Mẫu hậu tới thăm con gái còn phải có chuyện gì sao? Mẫu hậu làm gì cũng có lý do hợp lý, không phải sao? Phò mã đâu? Con không biết. Nghe nói con và phò mã bằng mặt mà không bằng lòng. Có phải gì? Có phải mẫu hậu muốn nói chuyện ngang nhiên dâm loạn của phò mã phải không? Thật sự có chuyện này sao? Sao nó dám làm như vậy? Đúng là tên dâm loạn ngông cuồng. Háo sắc cũng kệ, to gan cũng kệ. Chẳng liên quan gì tới con. Sao lại không liên quan? Nó là phò mã phụ con. Sao nó dám bắt nạt con như vậy? Dù nó là con trai của Võ Tam Tư, bổn cung cũng tuyệt đối không để yên cho nó.
Mẫu hậu, hiếm có thời tiết hôm nay đẹp như thế này, tâm trạng của con cũng rất vui. Sao mẫu hậu phải vì người này mà mất hứng vậy? Được thôi, không nói chuyện này nữa. Con gái à, mẹ mang đến cho con trầm hương thượng đẳng đây. Thế nào? Sao, có thơm không? Đây là trầm hương của Nam Hải. Đốt một chút lên, căn phòng sẽ tràn đầy mùi thơm, có tác dụng dưỡng khí huyết, giữ tâm an thần, quả là rất tốt. Tạ ơn mẫu hậu. Mẫu hậu, thời tiết hôm nay khô hanh, nghe nói nhà kho của Hoàng Huynh đêm qua bị cháy. Tiểu Phạm, cô nên chú ý khi đốt hương, nhất định phải cẩn thận, biết chưa hả? Nô tỳ biết rồi. Phúc họa do mình. Thái tử cho rằng mình có thể đầu cơ kiếm lời, mới đầu cơ trục lợi, nhưng không ngờ rằng sẽ gặp phải tổn thất nặng nề như vậy. Đây gọi là gì? Gọi là gieo gió gặt bão. Đáng thương cho Long Cơ bị liên lụy. Nhưng không trách Long Cơ, bản thân nó đã nhìn nhầm tình thế. Nhưng mà Hoàng Huynh đã đạt được giao dịch với Thổ Phiên, bây giờ giải dốc bị tổn thất như vậy, làm sao mà có thể ăn nói với Thổ Phiên đây? Thế thì phế cái chức thái tử của nó đi. Nó đã kêu căng khoe khoang hải khẩu trước mặt mọi người, nói nếu như không gia tăng quốc khố thì không làm thái tử nữa. Không phải là quá tốt sao? Một là có thể theo ý nguyện của nó, hai là cũng dễ ăn nói với Thổ Phiên. Mạnh Tư Nhạc, chúng muội đã lau xong những chiếc đàn tranh rồi, tỷ không cần mất công lau lại đâu, vậy sao? Trông tỷ mặt mày ủ rũ, có phải là có chuyện gì rắc rối không? Không có gì, ta có một ít quần áo bị bẩn, suy đi nghĩ lại cũng không nghĩ được cách nào. Đơn giản như thế sao? Muội có cách à? Muội không hiểu. Mụi không hiểu, nhưng mụi biết có người sẽ hiểu. Là ai thế? Triệu Thượng Phú của Thượng Phú Phòng. Triệu Thượng Phú, phải rồi. Cho dù là tơ lụa linh la, chỉ cần là có liên quan tới trang phục, bà ấy đều biết. Đồng chỉ có thế, mà là trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, từ cổ chí kim, Duy Ly Tổ cũng không thể sánh được. Bà ấy thật sự lợi hại như thế sao? Đừng có nghe bọn họ nói lung tung. Nhưng mà mặc dù bọn họ có hơi thổi phồng, nhưng năng lực của Triệu Thượng Phú ai cũng phải công nhận. Nếu như bà ấy không giúp được tỷ thì không ai có thể giúp được tỷ đâu. Vậy ta sẽ nhất định thỉnh giáo bà ấy. Nhưng mà bà ấy luôn tự làm cao, người ngoài tìm cô ấy xin giúp đỡ sẽ chỉ thấy cay cú thôi. Nếu như tỷ thật sự muốn xin giúp đỡ, e rằng tỷ sẽ phải tốn nhiều tâm trí đấy. Cho dù khó khăn như thế nào, tỷ cũng phải thử một chút. Chuyện gì thế này, ngươi nói đi. Bộ y phục vừa làm cho hoàng hậu nương nương sao lại bị nhiễm màu thế này? Chuyện gì như thế này, nói đi. Ban nãy nô tỳ không cẩn thận lỡ tay để cây dương mai đem cho Chiêu Dung nương nương làm bẩn bộ y phục, cầu xin Triệu Thượng Phú cứu lấy nô tỳ, nếu không hoàng hậu nương nương trách tội xuống. Nô tỳ, người làm chuyện gì cũng qua loa cẩu thả như vậy, sớm muộn cũng sẽ rước quả vào thân của mình, ngươi có biết không? Tội biết rồi, cầu xin Triệu Thượng Phú, niệm tình bao nhiêu năm nay của nô tỳ, tận tâm tận lực hầu hạ người, người hãy cứu nô tỳ lần này đi, cầu xin.
Người đã theo ta bao nhiêu năm, đáng nhẽ nên biết rõ cách làm việc của ta. Mắc lỗi ta không sợ, nhưng mà ta quyết không để cho kẻ nào làm mất mặt thượng phú phòng của chúng ta. Chính là vì chuyện lần trước sai thượng cung của thượng cung phòng cười nhạo bộ y phục của chúng ta mới làm cho hoàng hậu nương nương không đủ lộng lẫy. Vì vậy lần này thượng phú đại nhân mới lo lắng như vậy. Nếu như người đã biết như vậy thì phải cẩn thận chứ. Đừng nghĩ rằng ta sẽ dễ dàng tha thứ cho người. Đừng có nghĩ là như vậy. Chỉ là trước mắt ta không có thời gian tính toán với người. Ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi có làm theo những gì ta dặn dò ngươi không? Dùng lưu quỳnh xong hơi y phục không? Tôi có làm mà. Mau, mau đem chậu nước lại đây. Vâng ạ. Được rồi, đem y phục phơi lên đi. Đợi khô là xong. Vâng ạ. Được rồi, các người đi làm việc đi. Vâng. Triệu thượng phú, cô đến đây làm gì? Mạnh Tư Nhạc không dám giấu gì. Mạnh Phàm có chuyện cầu xin người giúp đỡ. Thứ nhất, ngươi và ta không thân thích gì. Thứ hai, ngươi và thượng phú phòng của chúng ta không có quan hệ gì. Sao ta lại phải giúp ngươi? Triệu thượng phú, Triệu thượng phú, sao rồi? Cho thêm chút màu. Dân, cái móc phải sạch sẽ. Triệu thượng phú, trước đây thái thượng hoàng thích nhất là được triệu thượng phú buộc tóc cho. Tôi cũng có duyên được hầu hạ thái thượng hoàng. Tiểu muội Mạnh Phù cũng đã từng học được triệu thượng phu buộc tóc. Nói cho cùng thì cũng có chút duyên với đại nhân, chứ không hẳn là vô duyên. Theo ta được biết, gần đây Mạnh Tư Nhạc đang lên như diều. Trước đây chỉ là một tiểu cung nữ ở bên cạnh An Lạc công chúa, vừa chớp mắt đã được thăng chức lên tư nhạc của tư nghi phòng. Đây là chuyện đáng chúc mừng. Nhưng mà ngươi có năng lực không liên quan gì tới ta, càng không liên quan tới thượng phú phòng của chúng ta. Sài thượng cung đã từng nói với tôi, chuyện ăn thì gặp Phùng Thượng Thực, chuyện mặc thì gặp Triệu Thượng Phú. Thượng phú đại nhân không gì là không biết về tơ lụa linh la cũng như là việc may mặc. Nhưng mà những chuyện mình không biết, thượng phú đại nhân sẽ không làm. Ngươi có ý gì? Nếu như không quan tâm thì không ai biết, thượng phú đại nhân cũng có chuyện không biết. Ngươi nói thế là có ý gì? Nhà đầu này, lời ban nãy của ngươi là do sài thượng cung nói sao? Hay là ngươi muốn dùng kế kích tướng để kích ta đấy hả? Ai nói mà chẳng giống nhau. Sài thượng cung từng nói thì là từng nói, nhưng mà tôi nói biết rằng sau khi bị nhận từ chối thì cũng sẽ nói như thế. Đứng lại. Ngươi nghe rõ đây, không phải là kế khích tướng của ngươi cao minh, mà là thượng phú phòng ta quyết không để cho kẻ nào nói này nói nọ. Ngươi hãy nghĩ cho kỹ. Ta có thể sai người giúp đỡ ngươi, nhưng ngươi nợ ta một ân huệ, sớm muộn gì cũng phải trả. Ân huệ của người ngàn năm cũng không quên, Mạnh Phàm nhất định sẽ báo đáp. Hoàng hậu, đây nhất định là do hoàng hậu làm. Hiện giờ vẫn chưa phải lúc điều tra ra thủ phạm.
Trước mắt số lụa là gấm dốc này đều bị cháy đen rồi, hãy đưa cho thổ phiên được, nếu không sẽ chọc giận thổ phiên, khiến cho chiến tranh vốn sớm được bình ổn trở lại. Ngược lại còn làm hỏng việc, đến lúc đó chiến tranh lại xảy ra, bách tính sẽ lại gặp phải tai ương. Nô thì khấu kiến thái tử điện hạ. Quận Dương gia miễn lễ, không cần đa lễ. Các vị không cần lo lắng vì chuyện giải dốc lụa là nữa. Cô bảo chúng tôi không phải là lo lắng, lẽ nào cô có cách nào sao? Tôi đã tìm được một người phù hợp thay các vị giải quyết khó khăn rồi. Thì ra là người của thượng phú phòng, lẽ nào cô có cách làm cho số lụa là bị xông khói đen sẽ trở lại như ban đầu? Để nô tỳ xem qua một chút mới chắc chắn được. Nghe nói nhà kho bị cháy, Trạm muốn biết là số lụa là gấm dốc đó có thể được vận chuyển tới đúng thời gian không? Xin phụ hoàng yên tâm, hoàn toàn có thể bàn giao đúng thời hạn. Nếu như đã như thế, bản cung muốn đích thân đi kiểm tra tình hình cụ thể. Thái tử không từ chối chứ? Chuyện này đương nhiên không có vấn đề gì. Được rồi, nếu như không có vấn đề thì lập tức khởi hành đi. Xin phụ hoàng đợi một lát, Nhi thần còn có chuyện muốn bẩm báo. Hoàng Nhi, con cứ ấp a ấp úng như thế, hình như là có chuyện gì muốn né tránh. Không phải là con có chuyện gì khó nói chứ? Hoàng thượng, giao dịch lần này đã ảnh hưởng tới quan hệ hai nước. Vi thần cho rằng hoàng thượng nên lập tức khởi hành đi xem xét tình hình, tránh xảy ra sơ sót gì. Lâm Tri quận dân cầu kiến. Truyền Lâm Tri quận dân vào điện. Di thần khấu kiến hoàng thượng, khấu kiến hoàng hậu nương nương. Bình thân, tạ hoàng thượng. Khởi bẩm phụ hoàng, đây là vải vóc từ trong nhà kho, xin hoàng thượng mẫu hậu hãy xem qua. Nếu như hai người vẫn không yên tâm thì xin mời hai người tới nhà kho xem xét để biết rõ hơn. Được. Quả nhiên là lộng lẫy sáng rực. Được. Nhà kho bị cháy, số giải dốc lụa là này thật sự không bị tổn hại gì sao? Lần này may nhờ hồng phúc của phụ hoàng và mẫu hậu, giải dốc trong nhà kho không bị tổn thất gì. Nếu đã như thế thì trẫm yên tâm rồi. Phụ Nhi, chỉ tiếc là cô không tận mắt nhìn thấy vẻ mặt của mẫu hậu trên địa điện ban nãy. Bây giờ nghĩ lại ta vẫn còn thấy vui. Điện hạ quả nhiên là không khiến cho Phụ Nhi thất vọng. Điều này chứng tỏ Phụ Nhi vẫn có mắt nhìn. Thật ra ta vốn nghĩ lần này không thể vượt qua được, tất cả mọi chuyện rồi sẽ tiêu tan như đám mây. Thời khắc đó ta mới thực sự biết rằng thứ mình trân trọng nhất là gì. Cái gì mà vinh hoa phú quý? Cái gì mà vinh dự quyền thế? Đối với ta, chẳng qua cũng chỉ là mây gió ngang qua. Thứ ta trân trọng nhất, chính là nàng, Phù Nhi.
Chàng thật biết ăn nói, chàng thật xấu. Những lời ta nói đều là thật lòng. Nô tỳ không tin. Nàng phải tin ta. Một ngày nào đó, ta nhất định khiến tất cả mọi người phải gọi nàng một tiếng Thái Tử Phi. Mạnh Phàm, Quận Dương Gia, sắp lụa này vốn dĩ đã bị làm bẩn, may mà có cô giúp đỡ mới phục hồi về nguyên trạng, nếu không thì ta và Thái tử đành ít giữ nhiều rồi. Vì ẩn cô sắp lụa này, tôi xin nhận tấm lòng của ngài. Tấm lòng của ta không chỉ có vậy. Điện hạ, đã xảy ra chuyện gì? Vì hoàng hậu đích thân tới phủ Tương Vương, nói là muốn tới thăm Tương Vương và điện hạ. Chuyện không đơn giản như vậy, ta phải về phủ Tương Vương gấp. Và hãy hết sức cẩn thận. Hôm nay được đón tiếp hoàng hậu nương nương, quả là vinh dự to lớn. Thái tử lần này tai qua nạn khỏi, trong quốc khố cũng đã dùng tới không ít ngân lượng. Công lao của chất nhi cũng không nhỏ đâu. Nương nương đã quá khen rồi. Hoàng chất không dám nhận lời khen của nương nương. Cứu giúp xã tắc là nghĩa vụ của mọi thần dân. Huống hồ Long Cơ còn tông thất đại đường, càng không thể trốn tránh trách nhiệm. Xem chất nhi không thừa nhận công lao kìa, nhưng thưởng phạt phải phân minh. Bốn cung đã xin ý chỉ của hoàng thượng, muốn chất nhi chọn một nơi nằm ngoài kinh thành xây dựng phủ đệ. Công lao này có đáng là gì? Long Cơ không dám nhận món quà hậu hĩnh như vậy. Hoàng thượng đã đích thân phê chuẩn, cháu đừng có từ chối nữa. Chất nhi, cháu muốn chọn vị trí nào ở ngoài thành để xây phủ đệ? Long Cơ nhất thời chưa nghĩ ra nơi nào ưng ý, xin hoàng hậu nương nương cho phép chất nhi bẩm báo lại sau. Không vấn đề gì. Ba ngày có được không? Sau ba ngày chắc sẽ không còn vấn đề gì phải không? Vâng ạ. Được rồi. Lúc đó được rồi. Lúc đó thì bổn cung sẽ đích thân cùng cháu lựa chọn địa điểm. Được hoàng hậu nương nương ưu ái như vậy, Long Cơ đa tạ. Thánh ân của hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Tốt, vậy chúng ta cùng đợi ngày đó đến. Phim được thuyết minh bởi HD Việt. Hoàng hậu biết điện hạ ngầm giúp đỡ thái tử, tất sẽ gọi điện hạ là cái gai trong mắt, nên mới thỉnh cầu hoàng thượng ban thưởng phủ đệ. Trong chuyện này nhất định là có quỷ kế. Hôm đó năm người của Trương Giản Chi trúng kế của hoàng hậu, vừa ra khỏi kinh thành đã bị giết rất thê thảm. Chỉ sợ một khi bản vương đặt chân ra ngoài cũng sẽ khó thoát khỏi thảm cảnh ấy. Nếu đã như vậy, sao không phương sinh dẫn theo binh mã hỗ trợ trên đường đi? Nhưng hoàng hậu đã nói sẽ đích thân cùng con đi khảo sát địa điểm. Nếu đã như vậy thì con cũng không thể tự đem đi theo binh mã đi trước. Hoàng hậu thật vô cùng xảo quyệt. Xem ra hoàng hậu đã sớm liệu được chiêu bài này của con. Hiện giờ chỉ có thể là tự nghĩ cách bảo vệ mình thôi.
Mau chuẩn bị binh mã hành sự. Nghe nói xem, hành sự như vậy, Long Cơ có phòng bị không? Nó có phòng bị thì đã sao? Bổn cung đích thân xuất thành cùng nó thị sát địa điểm, nó dám dẫn theo binh mã sao? Đương nhiên là không dám. Đó là tội bất kính đáng chết rồi. Nếu bên cạnh nó không có binh mã thân tín, chỉ cần nó vừa bước chân ra khỏi kinh thành, ông sẽ cho giết ngay. Nó là thái tử ngấm ngầm kết bè kết phái, lập mưu chống lại triều đình, giết cũng không có gì đáng tiếc. Hôm nay không giết Lý Long Cơ, sau này hậu quả sẽ khôn lường. Lần này nhất định phải diệt nó tận gốc. Giả như hoàng hậu bố trí binh mã mai phục, lần này con đi chỉ có một con đường chết. Chi bằng con bàn bạc với thái tử, tìm ra đối sách xem sao. Thái tử tính tình lỗ mãng sốc nổi, thái tử mà biết nhất định sẽ đối đầu với Vi thị, chỉ khiến cho cục diện trở thành cuộc tàn sát bừa bãi. Vậy có thể cầu viện Thái Bình công chúa. Hoàng cô thích nhất là đứng xem kẻ địch tự tiêu diệt lẫn nhau, sau đó làm ngư ông đắc lợi. Ta nghĩ là bà ấy sẽ không dễ dàng chịu giúp chúng ta đâu. Người hoàng hậu sủng ái nhất đó là An Lạc công chúa, nhưng so với Thái Bình công chúa thì khó có thể coi là đối thủ. An Lạc công chúa, thập lý pha phía tây ngoài kinh thành. Thế sao? Cũng không tồi chứ. Cháu xem, nơi này chính là phúc địa. Có thích không? Rất thích ạ. Hoàng hậu nương nương xem ra nơi đây quả thật là nơi đại phúc. Mắt nhìn của cháu không tồi đâu. Đợi đến ngày phủ đệ hoàn thành, nhất định sẽ gặp đại phúc. Hy vọng mọi sự như lời nương nương nói. Phàn Lương, Phàn Lương, Phàn Lương, Phàn Lương, chàng ở đâu? Phàn Lương, Phàn Lương, Phàn Lương, Phàn Lương, chàng mau quay lại đi. Sao giống tiếng khóc của Khỏa Nhi vậy? Phàn Lương, vì sao chàng lại bỏ thiếp? Vì sao chàng lại bỏ thiếp? Của Khỏa Nhi, Phàn Lương. Khỏa Nhi, Khỏa Nhi, con, Phàn Lương, Khỏa Nhi, con, con đang làm gì vậy? Mẫu hậu lừa con, Phàn Lương đã chết rồi, vì sao mẫu hậu lại lừa con? Khỏa Nhi, Khỏa Nhi, bỏ ra. Khỏa Nhi nghe mẹ nói, mẹ không chỉ muốn tốt cho con thôi. Khỏa Nhi, vì muốn tốt cho con thôi. Đi thôi, chúng ta hồi cung. Nào, nghe lời mẹ đi Khỏa Nhi. Phàn Lương, mau, mau cùng mẹ hồi cung. Cùng mẹ hồi cung đi. Bỏ ra, con phải gặp Phàn Lương. Khỏa Nhi, cùng mẹ hồi cung. Con phải gặp Phàn Lương. Khỏa Nhi, cùng mẹ hồi cung. Khỏa Nhi, Khỏa Nhi, Long Cơ, hãy mau lại đây giúp ta. Khỏa Nhi, Khỏa Nhi, công chúa. Hoàng hậu nương nương, ngự y đã xem bệnh cho công chúa điện hạ rồi. Công chúa chỉ là nhất thời xúc động mạnh, nghỉ ngơi một lát là sẽ không sao. Xin hoàng hậu nương nương đừng quá lo lắng. Khỏa Nhi, con nghỉ ngơi cho tốt, ngủ một giấc ngoan nhé, nghe lời mẹ. Tiện tì to gan, dám làm hại Khỏa Nhi của ta, ra nông nỗi này. Nô tì không dám, không dám. Bí mật này vốn dĩ chỉ có ta và ngươi biết. Nếu không phải là ngươi tiết lộ ra ngoài thì làm sao mà Khỏa Nhi biết được là Phàn Lương đã chết.
Nô tỳ trước giờ chưa từng nhắc đến chuyện này với công chúa. Ngươi có nói cho ai khác không? Bởi vì Phàn Lương đã không còn trên đời rồi. Phàn Lương chết rồi sao? Chết như thế nào vậy? Chẳng lẽ là ngẩng đầu lên nhìn ta? Nô tỳ không có. Ta hỏi lại ngươi có hay không? Thật sự là không có. Chuyện quan trọng như vậy, nô tỳ dù có gan to bằng trời cũng không dám nói bí mật này với ai. Thật sao? Thật ạ. Nếu thế thì tại sao lại trùng hợp như vậy được? Tha cho ngươi, đứng lên đi. Tạ ơn hoàng hậu nương nương. Ngươi ở đây liệu mà chăm sóc tốt cho công chúa, nô tỳ tuân mệnh ạ. Tiểu Mã, Mạnh Phàm tìm tôi gấp có chuyện gì vậy? Tôi cần gặp Lâm Truy Quận Dương. Quân có thể giúp tôi được không? Cô quen nghe sao? Quân đừng hỏi nhiều như vậy, mau nghĩ cách giúp tôi đi. Cách này. Đừng mà. Nhớ mai công chúa quay lại thì làm sao? Lần trước bị công chúa trông thấy, công chúa cũng có để ý đâu. Nàng sợ gì chứ? Đừng mà. Đừng, súc sinh. Nàng nói gì? Ta nói ngươi là đồ súc sinh. Đúng hơn là súc sinh cũng không bằng. Nàng nói lại lần nữa xem. Súc sinh, súc sinh. Con đàn bà đê tiện. Rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt hả? Ngày đó vì sao ta lại cưới cô? Chính là để có thể tạo dựng quan hệ với mẫu hậu của cô. Ngươi muốn làm gì ta không quan tâm, nhưng trước mặt của ta đừng làm chuyện đáng kinh tởm này. Vậy thì đừng nhìn nữa. Như vậy chúng ta có thể chung sống hòa bình rồi. Nhưng nếu sau này cô nhất định cứ muốn gây phiền phức cho ta, thì chỉ tự chuốc khổ vào thân thôi. Mạnh Phàm, cô tìm ta có chuyện gì? An Lạc công chúa sao rồi? Ngự y đã tới khám cho An Lạc công chúa rồi. May mà không có gì nghiêm trọng. Vậy thì ta yên tâm rồi. Vì sao hoàng hậu nương nương lại muốn cùng ngài tới Thập Lý Pha ở phía tây ngoài kinh thành? Đó là vì hoàng thượng ban thưởng phủ đệ cho ta. Ta và hoàng hậu nương nương tới để thị sát địa thế. Vậy vì sao An Lạc công chúa lại xuất hiện ở đó? Sao công chúa lại biết là Phàn Lương được chôn ở đó? Ta cũng không rõ nữa. Thái tử vô ý làm hỏng hà đăng của công chúa, lúc nào cũng canh cánh ở trong lòng. Vừa hay thần biết một thợ làm đèn, nên bảo thần tới tiến cử với công chúa. Thả đèn ước nguyện thành tâm tất linh nghiệm. Thật ra hoàng huynh cũng không cần áy náy. Chuyện tối hôm đó ta cũng quên rồi. Tuy nói là hà đăng đã hỏng rồi, nhưng tấm lòng của công chúa, thần tin dưới hoàng tuyền nếu Phàn Lương biết được nhất định sẽ được an ủi rất nhiều.
Ta biết rất rõ, An Lạc công chúa biết được chân tướng sự việc sẽ chịu kích động đau khổ đến nhường nào. Lẽ nào tôi lại làm như thế sao? Nhưng mà chuyện này tôi chỉ nói với một mình ngài. Nếu như không phải ngài thì sao cô ấy có thể biết được bí mật này chứ? Cô ở trong cung sống đã nhiều năm thế rồi, lẽ nào lại không hiểu rõ đạo lý này sao? Chính là bất kỳ chuyện gì không thể đến cuối cùng đều sẽ biến thành có thể xảy ra ở đây. Người sao thế? Ngươi còn dám giáp mặt tới gặp ta, ngươi cút ngay cho ta đi. Công chúa, nô tỳ đáng chết. Nô tỳ không nên giấu công chúa lâu như thế. Nô tỳ, ngươi ngậm miệng lại cho ta. Ta sẽ không tin bất kỳ lời ma quỷ nào của ngươi nói nữa. Công chúa, nô tỳ làm như vậy là không muốn thấy công chúa vì người đó cứ âu sầu cả ngày. Vì thế mới không còn cách nào. Vì vậy, câm miệng đi. Đủ rồi. Mỗi người các ngươi đều nói là muốn tốt cho ta, là vì ta. Rốt cuộc vẫn là những lời dối trá lừa gạt. Ta không tin ngươi nữa. Ngươi cút đi cho ta. Cút đi. Công chúa, cút. Tam công tử, Võ Tam Tư đúng là âm thầm mai phục binh mã trước ở sau núi, có ý định sát hại công chúa. Nếu như không có sự nhắc nhở của công tử kịp thời chuẩn bị, hậu quả đúng là khó lường. An Lạc công chúa thế nào rồi? Tinh thần của công chúa vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, thời gian này vẫn còn ở trong Phụng Dương Các, nổi giận lôi đình ai cũng không dám tới gần. Mạnh Phàm thì sao? Công chúa tức giận với cô ấy. Hận Mạnh Phàm giấu công chúa chuyện Phàm Lương đã chết, đã trách mắng Mạnh Phàm một trận. Nhưng mà đó chỉ là một sóng gió nhỏ, tin chắc là sẽ nhanh chóng chấm dứt. Còn Mạnh Phàm vẫn luôn được công chúa yêu quý, hy vọng là như thế. Lần này công chúa xuất chiêu này cũng là không còn cách nào khác để bảo vệ cho chính mình. Hy sinh một số thứ nhỏ nhặt là không thể tránh khỏi. Đây gọi là thành việc lớn, không để ý tới chuyện nhỏ nhặt. Chỉ có như vậy thì mới có thể. Ta biết rồi. Ngươi cứ tiếp tục lưu ý cho ta động tĩnh của bên hoàng hậu và Võ Tam Tư. Tuân lệnh. Thuộc hạ cáo lui. Mạnh Phàm tỷ, cái đàn này tỷ lao đi lao lại đã lâu lắm rồi, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Đúng vậy, Mạnh Phàm tỷ tỷ, hôm nay muội thấy tỷ như là hồn bay phách lạc ấy, lẽ nào chúng muội có chỗ nào mạo phạm tỷ tỷ rồi?
Đúng vậy, không có chuyện đó đâu. Mọi người đừng có đoán bừa nữa. Nếu như tỷ gặp chuyện khó khăn gì thì cứ nói ra, chia sẻ với người khác cũng tốt mà. Đúng thế, ba đứa nô tỳ thối của chúng muội cũng bằng một gia cát lượng. Cái gì mà nô tỳ ngốc thối? Muội muốn làm nô tỳ thơm, không phải là muội luôn biết tâm bốc sao? Không phải làm nô tỳ thối, làm nô tỳ bò như thế nào? Nói gì thế, tỷ mới là nô tỳ bò đấy. Bái kiến Phượng Dương gia, bái kiến Thượng Nghi đại nhân miễn lễ, đa tạ Phượng Dương gia. Hôm nay tướng Dương phủ có việc, Mạnh Tiên Nhạc, ngươi và Dương gia thảo luận xem nhạc cụ hôm nay biểu diễn cho chu đáo cẩn thận. Mạnh Phàm tuân mệnh. Ở đây không có người ngoài, cô có thể không cần thể hiện nghiêm túc như thế. Có lẽ cô cũng đoán được là Bổn Vương lần này tới nhờ cũng chỉ là mượn cớ thăm dò tình hình của cô. Đa tạ Quận Vương gia quan tâm, nô tỳ rất tốt ạ. An Lạc công chúa thế nào rồi? Cô hoàn toàn là xuất phát từ ý tốt, sao lại có thể coi là lừa dối được chứ? Công chúa sẽ hiểu nỗi khổ tâm của nô tỳ sao? Nếu như cô thấy không thể ở lại ở bên cạnh công chúa nữa, tuyệt đối đừng có miễn cưỡng bản thân. Đa tạ Quận Vương gia quan tâm. Nhưng thời điểm hiện tại, điều nô tỳ lo lắng nhất chính là công chúa có thể chịu được sự kích động này hay không. Ta tin rằng thời gian có thể xóa mờ mọi vết thương. Theo tính cách ngoan cường của công chúa, cho dù vết thương có bình phục, nhưng dù sao cũng là nô tỳ lừa dối người, đồng nghĩa với nô tỳ mãi mãi thất tín với cô ấy.